Good morning. Xin chào hội thánh. I know I sound weird. Tôi biết là âm thanh và giọng nói của tôi hôm nay khác. But it wasn't going to stop me from coming to church. Nhưng mà nó không thể ngăn chặn tôi đến nhà Chúa để hầu việc Chúa ngày hôm nay. You know, this morning I woke up and I told the Lord, I said, Lord, you got to carry me. Thì sáng hôm nay thức dậy và tôi nói rằng Chúa ơi, Chúa phải nâng đỡ con. I'm not going to make it. Con chắc là không thể nào đến nhà Chúa được. I don't even remember the last time I was sick to the point where I couldn't go to church on Friday. Tôi nhớ lại thì hồi tưởng lại thì chưa bao giờ tôi bị bệnh đến độ là vắng mặt ở trong ngày Chủ nhật. Yeah, but as I woke up, you know, yesterday, and I was calling my dad and I said, Dad, what are we gonna do? Sáng hôm qua khi tôi thức dậy thì tôi liền gọi ba của tôi và nói rằng, ba ơi, chúng ta phải làm gì đây? I said, Dad, everyone that translates from you know, Vietnamese to English, they're out of town already. So, and he just looked at me. He said, "I'll see you Sunday." Tất cả những người có thể thông dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đã đi nghỉ xuân trong Spring Break thì phải làm sao như thế này trong hoàn cảnh này? Thì ba tôi nhìn tôi và nói rằng gặp con sáng Chủ nhật. You know, no matter how bad my voice sounds, I'm still so excited to be here. Anh chị em, mặc dù cái âm giọng của tôi có vẻ là, nhưng mà tôi rất là phấn khích để có mặt tại đây trong ngày hôm nay. I stepped into church. Tôi bước vào nhà thờ. And everybody was greeting me and asking me how I was doing. And I, you know, in my head, I said, "How does everybody know that I'm sick?" Tôi bước vào cửa của nhà thờ thì mọi người đến và chào tôi và hỏi tôi sức khỏe ra sao. Tôi tự hỏi là làm sao mọi người biết tôi bị bệnh. And you know, as I walked into the sanctuary, I just felt just that true presence of the Lord that I could not miss today. Khi tôi bước vào phòng thờ phượng thì thật cái sự hiện diện của Chúa thật là đặc biệt và phước hạnh. Tôi không thể nào vắng mặt được ở trong ngày hôm nay. There's something about being in the Lord's presence that you'll never get anywhere else. Anh chị em, không có mùi gì mà chúng ta có thể đánh đổi được khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta rằng không có chỗ nào khác so được bằng. It's like nothing else. I'm going to be as honest as I can with you. Không gì có thể so bằng được ở trong sự hiện diện của Chúa. You could try to find something that's like it, but it won't last as long as God's presence. Chúng ta có thể tìm một cái gì đó giống như là cái không khí trong sự hiện diện của Chúa nhưng mà nó sẽ không bao giờ kéo dài được. Trừ ra sự hiện diện của Chúa. There's nothing that'll measure up to His presence. Không có gì có thể so bằng sự hiện diện của Chúa. You know, this morning, I really just the moment I sat in the front and began worshiping, I knew the Lord was about to do something incredible today. Buổi sáng hôm nay khi tôi bước vào và ngồi ở hàng ghế đầu, bắt đầu giờ thờ phượng thì tôi cảm nhận Chúa sẽ làm một cái điều hết sức là kỳ diệu trong ngày hôm nay. You know, for a moment, I looked at the praise and worship team. I looked at, you know, my sister, and I told her, "Keep going." Tôi trong giây phút tôi nhìn ban hát dẫn và nhìn chị của tôi và tôi ra dấu với họ là cứ tiếp tục giữ cái tinh thần tiếp tục thờ phượng. And I almost kept going for a lot longer. Và họ đáng lý ra là có thể kéo dài thêm thì giờ thờ phượng của chúng ta. And you know, something about worship today truly just really digging deep today. I think a lot of us understood to dig deep and be in His presence no matter what you've been going through. No matter where you are at currently in your life, nothing is like being in His presence and truly worshiping in spirit and in truth. Sáng hôm nay trong thì tinh thần thờ phượng, tôi tin rằng chúng ta đã đào sâu vào ở trong cái tinh thần thờ phượng và chôn chân ở tại đó, vì như là chúng ta đã khám phá ra một điều, dù chúng ta trải qua những khó khăn gì trong đời sống, bước vào sự thờ phượng thật của Chúa là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thực hiện. When you have an encounter with Jesus, khi chúng ta có một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu, and you're able to be in His presence, và chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, everything changes. Thì tất cả mọi sự sẽ thay đổi. Your situation, hoàn cảnh của chúng ta, now bows before Jesus. Phải cúi xuống và vâng phục Đức Chúa Giêsu. Your health, your issues, sức khỏe, những nan đề, vấn đề trong đời sống của chúng bows ta, before Jesus. Phải cúi xuống và suy phục Đức Chúa Giêsu. Everything has to change the moment that you step in the Lord's presence. Anything that's a part of your life is now before the Lord's presence. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu
mọi việc phải thay đổi. And I think that's something that we have to understand is it doesn't only have to happen when we're at church. Anh chị em có một điều khác nữa mà tôi ao ước rằng tất cả chúng ta đều hiểu được rằng việc không cần phải đến ở nhà thờ mới có thể xảy ra như vậy. And for many of us, something that we have to understand is bringing the Lord's presence everywhere that we go. It starts with understanding that there's a living water, there's a stream that flows within you from God. Anh chị em, một điều hết sức là quan trọng để chúng ta có thể mang sự hiện diện của Chúa đi với chúng ta ở khắp mọi nơi, đó là chúng ta cần nhận biết có dòng sông sự sống ở trong mỗi một chúng ta. And that the thing that's missing in your life or in the lives of people around you is that they have no chance of experiencing God if you're not bringing the living water to them. Anh chị em, vấn đề rất là quan trọng ở đây. Những người xung quanh của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn của họ, họ sẽ không có cơ hội để có thể thay đổi nếu họ không tiếp xúc được với dòng sông sự sống đang ở trong chúng ta. And I know that for some of you, you may say to yourself, you know, Pastor Sam, you preach about this a lot, about us bringing, you know, God to people and all these kind of things, but I want you to understand how important that is. Anh chị em, có thể ai đó trong chúng ta nói rằng mục sư Sam, mục sư nói nhiều quá về vấn đề mang sự hiện diện của Chúa và ơn quyền của Ngài đi khắp mọi nơi, đến với những người có nhu cầu. Anh chị em, tôi muốn nhấn mạnh điều này và tiếp tục nói bởi vì chúng ta cần hiểu được tầm quan trọng của việc chúng ta có sự hiện diện của Chúa và mang sự hiện diện của Chúa đi với chúng ta. There are some people who don't know the goodness of God. Anh chị em, có những người xung quanh của chúng ta họ chưa biết được sự tốt lành của Đức Chúa Trời của chúng ta. But you know the goodness of God. Nhưng mà chúng ta thì biết sự tốt lành và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. So you can only do one thing. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm một điều. Is allow others to experience the goodness of God through your life. Đó là cho phép những người xung quanh của chúng ta họ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. And Jesus will meet you where you are currently at. Và Chúa Giêsu Ngài sẽ gặp gỡ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh, cái chỗ mà chúng ta hiện tại đang ở. But will you allow Jesus to be used currently where you're at? Nhưng mà chúng ta có để Chúa Ngài tự do hành động ở trong đời sống của chúng ta ngay chỗ mà Chúa đặt để chúng ta không? You know, if you were in a if we were all on an island. Nếu tất cả chúng ta hình dung chúng ta đều ở trên một cái hòn đảo. But on an island surrounded by water, none of that water is drinkable. Tất cả nước xung quanh của chúng ta trên cái đảo đó là nước không thể uống được vì nó là nước biển. But all we had on that island was this one bottle of water. Nếu tất cả chúng ta có là chỉ có một chai nước có thể uống được mà thôi. But only I had this one bottle. Mà nếu tôi có và chỉ một mình tôi có chai nước này thôi. And only he had that bottle. Hay là mục sư Khánh có cái chai nước mà thôi. You're gonna say, "Can I have some? I'm thirsty." Anh chị em có thể chạy đến và nói rằng, mục sư ơi, tôi có thể uống một chút không vì tôi rất là khát. It's up to me to share it with you. Thì nó tùy thuộc vào tôi có chia sẻ với anh chị em hay không. But in life, trong cuộc sống của chúng ta, every single one of us has the Lord's living water inside of our life. Tất cả chúng ta là những người con Chúa, chúng ta có nước sống của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. There are many people in this world who are thirsty for the truth. Rất là nhiều người trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang khao khát chân lý của Chúa. But we're not willing to share or give water to people. Nhưng mà chúng ta lại không bằng lòng chia sẻ nước của nước sống, nước chân lý của Chúa. Why can we look at others who are spiritually dry and thirsty, knowing that we have the Lord's living water in our life, and not be compelled to share? Tại sao chúng ta có thể nhìn những người xung quanh của chúng ta đang khao khát, đang khát, mà chúng ta lại có cái giải pháp mà chúng ta lại không bằng lòng, sẵn lòng để chia sẻ với họ? You know, if I asked my students this question, nếu tôi hỏi các em trong mùa vụ học sinh của tôi câu hỏi này, they tell me the truth. Thì họ sẽ trả lời một cách rất là thật. The first answer is always, we're lazy. Cái câu trả lời đầu tiên mà tôi nghe từ các em đó là bởi vì tụi con lười biếng. It's not on our first priority to do these things. Hoặc là đây không phải là điều ưu tiên trong cuộc đời của tụi con. It's easier to worry about yourself than to worry about others. Rất là dễ để chúng ta chỉ lo riêng và quan tâm đến đời sống cá nhân của chúng ta thay vì lo đến những người khác. At least they're honest.
Ít nhất các em trẻ chúng nó thành thật. Sometimes I ask the church in as a whole, and I think that they think that I don't understand that they can say with their mouth, yeah, we're gonna do it, and then not do it at all. Còn đối với hội thánh thì nhiều khi người lớn tôi hỏi và tôi cũng thừa biết rằng họ có thể trả lời bằng miệng nhưng mà thật sự là họ không làm. I wonder what life would be like if Jesus was like that. Tôi suy nghĩ rằng nếu mà đời sống của chúng ta mà Chúa Giêsu đối xử với chúng ta theo cái cách đó. But I praise God that he's not. Tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu không đối đãi với chúng ta như vậy. And we see it in the story with the Samaritan woman. Và chúng ta sẽ cùng xem ở trong câu chuyện về người Samari mà đã được Chúa cho phép gặp gỡ Ngài. Now we're living in revival. Chúng ta đang sống ở trong sự phục hưng. But for some of us, nhưng mà cho đối với một số người trong chúng ta, to get to the place where we can share and what we've been experiencing here to others. Chúng ta chưa bằng lòng và chưa đến cái chỗ chúng ta sẵn sàng để chia sẻ những gì chúng ta kinh nghiệm cho người khác. Because the fear that people would judge you based off of how much you love God or what he's actually doing in your life. Bởi vì chúng ta lo sợ người khác sẽ lên án chúng ta về mức độ yêu mến Chúa của chúng ta hay là đời sống của chúng ta tận hiến cho Ngài như thế nào. Because of the fear of rejection. Thì chúng ta sợ bị người ta khước từ chúng ta. I miss church on Friday. Anh chị em, ngày thứ sáu thì tôi thật là nhớ hội thánh đó. And all I could think about. Và cả cái thời giờ của ngày thứ sáu mà tôi suy nghĩ. Lord, you better not do something awesome because I don't want to miss it. Chúa ơi, xin Chúa ngài đừng làm chuyện gì hết sức là lớn lao bởi vì con không có mặt ở nhà thờ ở trong ngày hôm nay. I've been here for 6 months now. Chúa ơi, con đã có mặt mỗi ngày trong 6 tháng vừa qua. And then Dylan and Tim and Thảo came to my house yesterday. Rồi Dylan, Timothy và Thảo đã đến nhà tôi ngày hôm qua. Pastor, are you preaching on Sunday? Thì chúng hỏi là mục sư xem Chủ nhật này sẽ giảng lời Chúa phải không? I said, yeah, I'm going to try. Rằng tôi sẽ cố gắng. They said, man, because your dad brought it on Friday. Like, it was awesome. Like, he was like calling out things for us to do. And it was awesome. I was like, oh, thanks, guys. Nói rằng, nhưng mà tại vì mục sư Khánh đã đem lời của Chúa một cách tuyệt vời đến, một cách mạnh mẽ đến và kêu gọi chúng tôi và chỉ ra những điều mà Chúa đã gọi, đã chọn để chúng ta có thể thực hiện. Và bầu không khí hết sức là phước hạnh ở trong ngày hôm đó. Tôi rằng cảm ơn các con đã cho mục sư biết điều này. And I'm glad that y'all are able to have experienced something on Friday. Và tôi rất là vui mừng vì anh chị em đã trải nghiệm được những điều tuyệt vời trong thứ sáu, tối thứ sáu. But I wouldn't have known what happened on Friday unless they told me something. Nhưng mà cá nhân tôi thì chắc là tôi sẽ không bao giờ biết được trừ trường hợp các em đến và làm chứng lại cho tôi, chia sẻ cho tôi. Do you see why it's so powerful for us to be able to tell people about what the Lord is doing? Anh chị em có thấy cái sức mạnh của việc khi chúng ta có thể chia sẻ những việc Chúa làm cho người khác để họ được biết không? When they told me that, khi các em cho tôi biết điều này, it put a hunger inside of me to get up and stop laying in bed and fight so that I could get here on Sunday. Nó đã làm cho tôi có một cái sức lực. Tôi quyết định là trỗi dậy, không nằm ở trên giường của mình nữa. Và tôi chiến đấu để có thể có mặt ở trong ngày hôm nay với anh chị em. I had to truly dig deep. Tôi thật sự là phải hết sức là cố gắng. And ask the Lord. Tôi cầu xin Chúa. Carry me. Chúa ơi, xin Chúa nâng đỡ con. I need your strength. Con cần sức của Chúa. I need your strength. Con cần sức của Ngài. And then I got a phone call from Bắc Cường. Rồi tôi nhận cú điện thoại từ Bắc Cường. He says, hello. Bắc Cường hỏi, hello. How are you? Mục sư khỏe không? I said, Bắc Cường, I'm so sick. Tôi trả lời, tôi nói rằng, Bắc Cường ơi, tôi đang bệnh nặng lắm. And he just reminded me to just continue trusting the Lord. Rồi thì Bắc Cường đã nhắc nhở tôi là hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa. That he'll see me on Sunday. Rồi sẽ gặp mục sư ngày Chủ nhật nha. And you know what encouraged me about that? Anh em có biết cái điều đó nó khích lệ tôi như thế nào không? I remember during the weekly services, Bắc Cường got really sick. Tôi nhớ ở trong những buổi
cầu nguyện tối của chúng ta, và một lần thì Loa Cường bị cảm nặng. And then he told me, he said, I couldn't stand staying at home and missing out what God was doing, so I just had to get to church. Thì Loa Cường đã nói với tôi, chia sẻ với tôi rằng không chịu nổi ở nhà, chịu không nổi ở nhà, bắt buộc phải tìm đến cách đến nhà thờ. When you're in God's presence, khi chúng ta có cái kinh nghiệm được ở trong sự hiện diện của Chúa, and you've experienced what He's doing, và chúng ta kinh nghiệm điều Chúa Ngài làm, there's nothing like it, không gì có thể so bằng, and there's everything worth fighting for, và tất cả đều xứng đáng để chúng ta chiến đấu để tiếp tục được ở trong sự hiện diện đó. When you've experienced God's power in your life, khi chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, and if you're in a place where you haven't experienced the Lord's power in a while, và nếu anh chị em đang ở trong một cái vị trí, ở trong cái chỗ thuộc linh của anh chị em đã không kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong một thời gian dài rồi, you need to ask Him to stir up the river in your life. Thì anh chị em cần cầu nguyện để Chúa Ngài khuấy động dòng nước ở trong anh chị em một lần nữa. You should not be in a place in your life right now where you can't experience the Lord's presence. Đừng để mình ở trong cái tình trạng là trong đời sống của mình không trải nghiệm được quyền năng và sự hiện diện của Chúa. Don't allow yourself to build up these dams that stop the Lord from flowing in your life. Đừng cho phép những cái đập được xây dựng ở trong cuộc đời của chúng ta khiến Chúa không thể tự do hành động trong cuộc đời của chúng ta. I didn't think that this scripture or this message was going to hit me as hard as it is right now. Tôi không ngờ là cái phân đoạn kinh thánh này đã đụng chạm đến tôi một cách mạnh mẽ như tôi đang trải nghiệm lúc này. The Holy Spirit's just downloading things into me right now. Tôi thấy Đức Thánh Linh Ngài đang tuôn đổ sứ điệp của Ngài ở trên tôi trong giờ này. Let's look at scripture and then let's talk. Chúng ta cùng xem phân đoạn kinh thánh này rồi chúng ta cùng suy John chapter 4 verses 5 to 15. Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 5 cho đến câu số 15. Eventually he came to the Samaritan village of Sychar near the field that Jacob gave to his son Joseph. Vậy Ngài đến một thành của vùng Samaria gọi là Sychar, ở gần cánh đồng mà Jacob đã cho con của mình là Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Tại đó có cái giếng Jacob, vì đi đường mệt mỏi nên Đức Giê-xu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." Thì rồi một người phụ nữ đến múc nước, người phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Giê-xu nói với bà. He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. Lúc ấy các môn đồ của Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. Người phụ nữ Samari nói, sao ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một người nữ Samari, cho uống nước? And she said to Jesus, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Bà nói với Chúa Giê-xu rằng, ông là người Do Thái, còn tôi là một người Samari, thì tại sao ông lại xin nước từ nơi tôi? And Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to." Đức Giê-xu đáp, nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị, cho ta xin nước uống. "You would ask me and I would give you living water." Người nói đó là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước uống. "But sir, you don't have a rope or a bucket," she said, "and this well is very deep. Where would you get this living water?" Người phụ nữ nói, thưa ông không có gầu múc mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước uống ấy? "And besides, do you think you're greater than our ancestors Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed?" Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng này. Chính Gia-cốp và các con và bầy súc của người đều uống ở giếng này. Vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao? And Jesus replied, "Anyone who drinks this water will soon become thirsty again." Đức Giê-xu đáp, ai uống nước này thì sẽ còn khát mãi. "But those who drink the water I give will never be thirsty again. It will become fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." Nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.
Please, sir. Người phụ nữ nói, xin ông làm ơn. Give me this water. Cho tôi nước ấy. Then I'll never be thirsty again. Để tôi không còn khát nữa. Then I won't have to come here to get water. Và khỏi đến đây để múc nước nữa. Come on, you know, and she knows, even in this moment, that Jesus isn't talking about this water. Chúng ta biết, và người phụ nữ này chắc chắn lúc đó cũng biết là Chúa Giê-xu Ngài không nói đến cái nước H2O của chúng ta đang có. But you know in your life, nhưng mà chúng ta biết trong đời sống của chúng ta, when you're truly dehydrated, khi chúng ta thật sự là đang bị khát khô, depleted of all nourishments in your life, và chúng ta đã bị mất nước rất nhiều, cũng như là cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta. You know that you need just life again. That's what you need. Và chúng ta biết rằng mình cần cái sự sống đó một lần nữa, và đó là những gì mình cần lúc đó. And when you look at her life, khi chúng ta nhìn cuộc đời của người phụ nữ này, she's even confused that Jesus would be speaking to her, and she doesn't even know it's Jesus right now. Bà hơi ngạc nhiên bởi vì Chúa Giêsu đang nói chuyện với bà, vì lúc này thì bà chưa biết Đức Chúa Giêsu thật là ai. You are a Jew and I'm a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? Ông là người Do Thái mà tôi là người Samari, thì tại sao ông lại xin nước uống từ nơi tôi? There's so many things that you can unpack in the scripture. Anh chị em, có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể học được từ phân đoạn Kinh Thánh này. But I'm just going to allow the Holy Spirit to speak right now. Nhưng mà tôi bây giờ muốn để Đức Thánh Linh Ngài tự do phán dạy. I had a message put together. Mặc dù tôi có một sứ điệp đã được soạn. But I feel the Holy Spirit's going in a different direction. Nhưng mà tôi cảm nhận Đức Thánh Linh Ngài muốn chúng ta đi một hướng khác. That there's a lot of you in this room. Có rất nhiều người trong chúng ta trong phòng này. Who spiritually you're dry right now. Tình trạng thuộc linh của anh chị em đang rất khô hạn lúc này. I just want to let you know this. Tôi muốn anh chị em biết điều này. I didn't have this in my message. Tôi không có cái ý này ở trong lúc tôi soạn. But the Lord's waking me up. Nhưng mà Đức Thánh Linh Ngài đánh thức tôi. My voice is even coming back. Và dường như là giọng nói của tôi đang được phục hồi. I know that what the Lord has planned for today, the enemy was trying to stop me. Tôi biết rằng cái điều mà Chúa Ngài toan định làm ngày hôm nay, kẻ thù có ý định muốn ngăn chặn. In a place where we could be filled with his presence every day, many of us still come to church spiritually dry. Anh chị em, ở tại cái chỗ cái hội thánh mà chúng ta đang được Chúa Ngài tuôn đổ phước hạnh và sự hiện diện của Ngài, vậy mà có những người đi đến nhà thờ trong ngày hôm nay vẫn khô hạn. But the Lord wants to make a change in your life today. Nhưng mà Chúa muốn làm một cái sự thay đổi trong đời sống của anh chị em ngày hôm nay. There needs to be a refreshing of his presence in your life today. Phải có một sự thăm viếng tươi mới của sự hiện diện của Chúa trong đời sống anh chị em trong ngày hôm nay. Many of us have this foundation that we believe is on Christ. Anh chị em, tất cả chúng ta, nhiều người trong chúng ta tin rằng chúng ta có một cái nền tảng, mà chúng ta tin rằng nền tảng đó là trong Đấng Christ. You know what happens to foundation when it gets dry? Anh chị em có biết rằng khi cái nền tảng của chúng ta, chuyện gì xảy ra khi cái nền nhà của chúng ta mà nó bị khô không? It begins to crack. Thì cái nhà của chúng ta bắt đầu bị nứt. You start to see all these cracks in your walls and the shifting of your door frames and all these kind of things. Rồi chúng ta thấy như tại đây là vách tường bị nứt rồi, cái khung cửa của chúng ta bây giờ nó cũng bị xi dịch, cho nên rất khó để chúng ta có thể đóng mở cửa. The conversation that Jesus is having with this woman. Cái câu chuyện mà Chúa Giêsu Ngài đang có với người phụ nữ Samari này. Is a conversation that we need to have right now. Cũng là một cái câu chuyện mà nhiều người trong chúng ta cần có với Chúa ngày hôm nay. Because the Lord just wants to make it known to you. Bởi vì Chúa muốn chúng ta biết. And I'll say it exactly as I'm hearing it right now. Và tôi sẽ nói một cái chính xác điều mà tôi nghe Chúa muốn tôi nói. In your time of desperation. Anh chị em, trong cái giây phút anh chị em ở trong cái chỗ khó khăn cùng khổ của mình. What you think is fixing your life or what you think is saving your life is only going to make you thirstier. Anh chị em, những gì mà chúng ta nghĩ theo ý của chúng ta, điều đó sẽ giải quyết được cái nan đề, cái khó khăn của chúng ta, thì chính điều đó sẽ làm cho chúng ta càng khao khát hơn. It'll never quench your thirst. Và nó không bao giờ dập tắt được cái khao khát của chúng ta. Why do you think Jesus tells this lady, but those who drink the water I give will never be thirsty again?
Anh chị em, lý do tại sao, anh chị em nghĩ lý do tại sao Đức Chúa Giêsu nói rằng ai uống nước này ta cho sẽ không bao giờ còn khát nữa? You know, Jeannie and I, we always get in an argument about one thing. Anh chị em có biết rằng Jeannie nhà tôi với tôi, chúng tôi thường hay cãi với nhau trong một vấn đề. It's about her taking care of her health. Đó là cái việc chúng ta cần chăm sóc sức khỏe của mình. Jeannie has this thing where she goes to work and she carries a big water jug with her. Nhà tôi khi đi làm việc tại văn phòng của mình thì thường mang theo một cái bình nước rất là to. And she'll come home and say, "Oh my gosh, hon, I'm so dehydrated." Nhưng mà về đến nhà uống hết nước đó rồi nhưng mà vẫn còn nói, "Oh, em hôm nay khát nước vô cùng." Sorry, I have to say it a different way because she doesn't drink the water. Oh. Nhà tôi thì lại không uống nước. And then she comes home and says, "Honey, I'm so dehydrated." Nhưng mà về nhà thì lại nói rằng em khát nước quá. I said, "Why didn't you drink water?" Thì tôi hỏi là có nước đó mà tại sao không uống? "Honey, I'm so busy." Thì nhà tôi trả lời rằng, anh ơi, tại vì em bận quá. I see so many patients. Em gặp rất là nhiều bệnh nhân, ngày hôm nay rất là bận. It was such a crazy day today. Ngày hôm nay là một ngày rất là bận rộn. How long did that take me to drink water while you're talking to me? Thì tôi hỏi nhà tôi như chứ tốn bao nhiêu thời gian khi mà em đang nói chuyện với anh hớp một ngụm nước như vậy? She even has a fancy cup with the straw. Cái ly mang theo đó nhà tôi cũng có cái ống hút nữa đó. She could talk and drink her water. Có thể vừa nói vừa hút nước được mà. How many of us are spiritually dry? Có bao nhiêu người trong chúng ta về thuộc linh chúng ta đang khát? When the source of the living water is accessible to us. Trong khi nguồn của nước sống của Chúa, của thuộc linh của chúng ta là cái chỗ rất là gần và chúng ta có thể đến được liền. At all times in our life. Trong mọi lúc ở trong đời sống của chúng ta. But we're too busy. Nhưng mà vì chúng ta quá bận rộn. Too busy to talk to him. Chúng ta quá bận rộn để chúng ta trò chuyện với Chúa. Too busy to have a moment with him. Quá bận rộn để chúng ta có những giây phút riêng tư với Ngài. I can't even do this message without crying. Tôi không thể tiếp tục cái sứ điệp này mà không xúc động mà khóc. I feel the Holy Spirit speaking through my life right now. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh Ngài đang phán dạy xuyên qua cuộc đời của tôi lúc này. Many of us can complain that he doesn't provide, but many of us don't understand that he's provided the most important thing. Anh xem nhiều người trong chúng ta than phiền là Chúa không có chu cấp cho chúng ta trong khi Chúa Ngài cung cấp cho chúng ta cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. His living water. Đó là nước sống của Ngài. Inside of us every day. Ở trong mỗi chúng ta mỗi ngày. And we'll never be thirsty again. Và chúng ta sẽ không bao giờ khát nữa. When you can understand that he is the only thing that you need in life, you'll never be thirsty again. Anh chị em, khi chúng ta hiểu được rằng Chúa là tất cả những gì chúng ta cần ở trong cuộc đời này thì chúng ta sẽ không bao giờ khát nữa. Many of you are going after so many different things. Anh chị em, nhiều người trong chúng ta đeo đuổi quá nhiều thứ khác nhau. And you're just going to be thirsty again. Anh chị em, những điều đó sẽ làm cho anh chị em vẫn tiếp tục là mãi khát. Because what you're looking for in life. Bởi vì những gì anh chị em đang tìm ở trong cuộc đời này. Only he can be that for you. Chỉ có Chúa mới có thể đáp ứng được mà thôi. What you're looking for in life right now. Chỉ tất cả những gì mà anh chị em đang tìm trong cuộc đời này. You're not going to find it anywhere else. Anh chị em sẽ không tìm được ở bất cứ một nơi nào khác. Only he. Chỉ có chính Chúa. Can provide. Có thể ban cho. Only he can be there for you. Chỉ có Chúa mới có thể có mặt ở tại đó với chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta. You know, for me, đối với tôi, when I've understood, khi tôi hiểu được điều này, that only God's presence, chỉ có sự hiện diện của Chúa, is what I need in my life, là điều mà tôi cần trong cuộc đời của tôi. That I won't crave and thirst for anything else. Thì tôi không còn khao khát bất cứ một điều gì khác nữa. You have to understand that there's a difference in understanding his presence and the presence of others. Anh chị em, chúng ta cần có một cái sự phân biệt một cách rõ ràng giữa sự hiện diện của Chúa và sự hiện diện là sự có mặt của những thứ khác ở trong đời này. The problem is many of us
only know the presence of others and not the presence of the Lord. Cái nan đề là nhiều người trong chúng ta biết sự hiện diện của những thứ khác, trong khi chúng ta không biết về sự hiện diện của Chúa. Many of us fear the presence of others than we fear the presence of the Lord. Nhiều khi chúng ta sợ cái sự có mặt và sự hiện diện của những người khác hơn là chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. You know how I know that? Anh chị em có biết? Because you have fear of bringing people into His presence. Bởi vì anh chị em sợ người ta giận, để rồi chúng ta không dắt người ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa. You think it's a coincidence that Jesus ran into this lady? Anh chị em có nghĩ rằng là một cái sự tình cờ ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu ngài bắt gặp người phụ nữ này? Think it's a coincidence that Jesus' disciples went into town? Anh chị em có nghĩ rằng nó là một cái sự tình cờ ngẫu nhiên trùng hợp mà các môn đồ của Chúa đã đi vào phố để mua thức ăn không? Think about it. Anh chị em suy nghĩ về điều này. The disciples had plenty of time. Các môn đồ của Chúa có rất nhiều thời giờ. To go into a village to go and buy food, I bet they're drinking water out there too, but Jesus didn't go with them. Và họ có nhiều thời giờ để đi vào trong làng để kiếm mua thức ăn, và tại đó thì chắc là cũng có nước uống đấy, nhưng mà Chúa Giêsu lại không đi với họ. You see how purposeful Jesus is. Anh xem có thấy cái chủ định của Chúa cho cái cuộc gặp gỡ này không? He made a way. Ngài đã mở một con đường. To have an encounter with this lady. Để cho người phụ nữ này được có một cuộc gặp gỡ với Ngài. So she can have a one-on-one. Để người phụ nữ này có cái thời giờ để gặp Chúa một cách riêng tư. So she could experience Christ for herself. Để bà có thể kinh nghiệm Đấng Christ cho chính mình. Verse 15 says, "Please, sir," the woman said, "give me this water, then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water." Câu 15, người phụ nữ này nói, "Thưa ông, xin cho tôi nước ấy để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa." She's encountering Jesus. Người phụ nữ này đang được gặp gỡ Chúa Giêsu. Her eyes are open to the truth. Mắt của bà đang được mở ra cho chân lý, cho lẽ thật của Chúa. But then Jesus makes it even clearer for her. Rồi Chúa Giêsu ngài đã làm cho việc còn rõ hơn nữa cho bà. If you go on in the next verses, thì chúng ta đi tiếp cái câu kế tiếp. Go and get your husband, Jesus told her. Ngài bảo hãy đi gọi chồng của chị rồi trở lại đây. I don't have a husband, the woman replied. Người phụ nữ thưa tôi không có chồng. Jesus said, you're right, you don't have a husband, for you have had five husbands and you aren't even married to the man you're living with now. Đức Chúa Giêsu nói, chị bảo rằng chị không có chồng là phải, vì chị đã có năm đời chồng, còn người mà chị hiện có cũng không phải là chồng của chị. Điều này chị nói là thật. Sir, the woman said, you must be a prophet. Người phụ nữ nói, thưa ông chắc chắn phải là một nhà tiên tri. When you're in God's presence, khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, He'll make it known for you. Ngài sẽ làm cho chúng ta rõ vấn đề. He'll make it real known for you. Ngài sẽ làm cho chúng ta thấy vấn đề một cách rất là rõ ràng. Something I've learned as we've been living in this revival for the last 6 months. Cái điều mà tôi đã học được khi chúng ta sống ở trong sự phục hưng này trong 6 tháng qua. Is that as we spend time in His presence, và trong khi chúng ta dành thời gian ở trong sự hiện diện của Chúa, and as He reveals things, và khi Chúa ngài bày tỏ ra cho chúng ta nhiều điều, you have two choices. Thì chúng ta có hai sự lựa chọn. When the Lord reveals something in your life, you could do something about it. Khi Chúa ngài bày tỏ một điều gì đó trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể bắt buộc phải làm một điều gì đó cho sự bày tỏ đó. Or you can run away from it. Hoặc là chúng ta bỏ chạy. I've seen in the last 6 months, tôi đã thấy trong 6 tháng qua, the Lord revealed many things to people. Chúa ngài đã bày tỏ rất nhiều điều cho nhiều người. Many people have done it, something about it. Nhiều người đã đáp ứng lại và đã làm cái gì đó với sự bày tỏ của Chúa. Many people have ran far away from God. Nhưng mà có những người khác thì họ còn bỏ chạy xa Chúa càng hơn. And you have to ask yourself why. Chúng ta cần đặt câu hỏi là tại sao? As Jesus exposes things in your life, khi Chúa Giêsu ngài làm lộ ra những điều ở trong cuộc đời của chúng ta, He puts it in your court. Thì ngài để cái trái banh ở bên phía sân của chúng ta. What are you going to do about it? Chúng ta làm gì với cái quả bóng này?
I saw something from a pastor who's very well known. Tôi có dịp để xem một cái chương trình từ nơi một mục sư rất là nổi tiếng. He says, "Why have you not experienced the presence of the Lord lately?" Câu hỏi là tại sao chúng ta không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong những ngày gần đây? And the subtitle underneath it was, "Because you don't care about holiness." Thì ở dưới phụ đề đó là bởi vì chúng ta không quan tâm về sự thánh khiết. Why do you think we've experienced the Lord's presence in the last 6 months here every day? Câu hỏi là tại sao chúng ta được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở tại đây mỗi ngày trong 6 tháng qua? Because we understand how sacred and how holy His presence is, and in order to be there, we have to make that sacrifice. Bởi vì chúng ta nhận biết được cái sự hiện diện thánh của Chúa là quan trọng như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Do you understand when the Lord speaks about this living water? Anh chị em có hiểu khi Chúa ngài nói về nước sống này không? This living water that is bubbling up from the inside of us. Nước sống này được Chúa ngài ban cho nó sủi bọt và tuôn trào trong bên trong chúng ta. It can't be contaminated with anything else. Không thể nào bị dẫn đục bởi những thứ khác trong cuộc đời của chúng ta. And many of us like to play this mixing game where we mix His presence with other things. Nhiều người trong chúng ta lại thích chơi cái trò chơi pha trộn. Chúng ta muốn trộn sự hiện diện thánh khiết của Chúa với những thứ khác trong cuộc đời của chúng ta. Now Jesus makes it clear to this woman. Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ cho người phụ nữ này một cách rất là rõ ràng. Because she thinks, oh, you just must be this prophet. Bởi vì người phụ nữ này nghĩ rằng, chắc chắn ông là một tiên tri rồi. Look at verse 21. Và chúng ta cùng xem câu 21. Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." Đức Chúa Giêsu đáp, "Này người phụ nữ kia, hãy tin ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi này hay tại thành Jerusalem nữa. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him, for our salvation comes through the Jews." Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. But the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Nhưng giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. The Father is looking for those who will worship him that way. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. Vì Đức Chúa Trời là thần linh nên những người thờ phượng ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. The woman said, "I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us." Người phụ nữ thưa, "Tôi biết rằng đấng Messiah, nghĩa là đấng Christ sẽ đến, và khi ngài đến thì ngài sẽ bày tỏ, sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều." Then Jesus told her. Và Đức Chúa Giêsu đã báo cho bà biết. "I am the Messiah." Ta, người đang nói với chị đây chính là đấng đó. Ta là đấng Messiah. She has an entire conversation with Jesus, not knowing that he's the Messiah. Bà có một cái buổi nói chuyện với Chúa suốt cả câu chuyện này, nhưng mà không nhận biết Chúa Giêsu chính là đấng Messiah đang ở trước mặt bà. Jesus is showing his love to this woman. Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu của ngài cho người đàn bà này. Telling her that her life will never be the same if she has this living water inside of her. Và bày tỏ cho bà biết rằng cuộc đời của bà sẽ không còn như cũ khi bà có cơ hội để uống nước mà Chúa ngài ban cho. But when I look at this woman's life, và khi tôi nhìn cuộc đời của người phụ nữ này, it's just like many of us. How lost can we be that Jesus may be just so close to us, yet we don't even know he's there? Chúng ta lạc mất đến cái độ là Chúa ở gần chúng ta như vậy, mà chúng ta vẫn chưa biết ngài là ai. And I thank God for the scripture. Tôi cảm ơn Chúa cho phần kinh thánh này. That as Jesus reveals himself to her, đó là chính Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ chính mình ngài cho người phụ nữ này. He doesn't condemn her. Chúa không lên án bà. But he offers her an opportunity, a life change. Nhưng mà Chúa đã cho bà có một cái cơ hội để cuộc đời của bà có thể được thay đổi. And he shares with her some wisdom. Rồi Chúa ngài đã cho bà biết những cái điều khôn ngoan tri thức từ nơi ngài. And this is what I want us to look at.
Đây là điều mà tôi mời anh chị em suy nghĩ. And Jesus says to this woman, khi Đức Giêsu nói với người phụ nữ này, he talks about worshiping in spirit and in truth. Ngài nói đến một cái sự thờ phượng ở trong tâm linh và lẽ thật hay là chân lý. Do you know that I've asked the Lord, I said, Lord, why is it the way that it is sometimes in services? Tôi đặt câu hỏi với Chúa là tại sao nhiều khi ở trong một buổi thờ phượng. The scripture points it out so clearly. Thì phần Kinh Thánh này đã bày tỏ ra một cách rất là rõ. It says in verse 23. Ở trong câu số 23. But the time is coming indeed, it's here now. Giờ sắp đến và đã đến rồi. When true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Look at this next part. Chúng ta xem phần kế tiếp. The Father is looking for those who will worship him that way. Ấy là những người thờ phượng như vậy đó. Cha đang tìm kiếm những người thờ phượng như vậy. For God is spirit. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần linh. So those who worship him must worship in spirit and in truth. Nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. You know, for most of us. Anh chị em, đối với nhiều người trong chúng ta. Worship is a great part of our lives. Thờ phượng là một phần rất quan trọng và lớn ở trong cuộc đời của chúng ta. Hear me again, I said for most of us. Anh chị em xin nghe, đó là tôi muốn nhấn mạnh nhiều người trong chúng ta. But scripture says the Father is looking for those who will worship him in spirit, worship him that way. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài nói đây và Kinh Thánh ghi lại chúng ta là Chúa Cha đang tìm kiếm những người thờ phượng Chúa trong cái cách đó. I'm not looking for you to worship. Tôi không đi tìm cái cách anh chị em thờ phượng. He is. Chính Chúa ngài đang đi tìm những con người này. I'm not asking you to worship in spirit and truth. Tôi không có kêu gọi anh chị em thờ phượng Chúa bằng tâm thần và chân lý lẽ thật. He is. Chính Chúa mong muốn điều đó. I think sometimes we get wrapped up in so many different things that we forget some of the things that Jesus wants from us. Anh chị em, có nhiều khi chúng ta bị trói buộc vào trong nhiều thứ khác nhau. Đến độ chúng ta quên đi những điều Chúa Giêsu muốn tìm thấy ở trong cuộc đời của chúng ta. He wants you to worship him in spirit and truth. Ngài muốn anh chị em thờ phượng Chúa trong tâm thần và lẽ thật. Sometimes worshiping him in truth. Nhiều khi thờ phượng Chúa ở trong chân lý lẽ thật. We can do that without doing it with our spirit. Chúng ta có thể làm điều đó mà không liên can gì đến phần tâm linh của chúng ta. Because that's like going into a church, acknowledging that God is holy, and so you are singing songs to him during that time. Nó cũng giống như chúng ta đi nhà thờ và chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, cho nên chúng ta hát cho Chúa một bài hát về sự thánh khiết của Ngài trong lúc đó. But in spirit and in truth. Nhưng mà ở trong tâm linh và lẽ thật thì như thế này. In everything that you have inside of your heart. Tất cả những thứ mà chúng ta có trong tấm lòng của chúng ta. To be able to lift him up a praise and a worship with all that you have. Và để chúng ta có thể dâng cho Chúa bằng hết tất cả những gì chúng ta có, bằng hết cả tấm lòng của chúng ta. Can I just ask you a question? Thì cho tôi hỏi anh chị em một câu hỏi này. Doesn't he at least just deserve that from us? Anh chị em, Chúa có xứng đáng để nhận ít nhất là như vậy trong cuộc đời của chúng ta không? We're talking about a man who died on the cross. Chúng ta nói về đấng đã chịu chết trên thập tự giá. For your sins. Cho tội lỗi của anh chị em. For my sins. Cho tội lỗi của tôi. And for some of us, we can't even worship him in public. Vậy mà có nhiều người trong chúng ta, một số người trong chúng ta không thể thờ phượng Chúa ở giữa công chúng. We're talking about this man who's speaking about giving us this living water inside of us that will never thirst again. But we can't even worship him in spirit and in truth. Anh chị em, chúng ta nói về đấng mà có một cái sự ban cho hết sức tuyệt vời này là Ngài ban cho chúng ta nước mà Ngài ban đó. Khi chúng ta có được cái nước này, chúng ta sẽ không bao giờ khác nữa. Vậy mà chúng ta vẫn chưa có thể thờ phượng Chúa ở trong tâm linh và lẽ thật. Isn't he deserving of that? Anh chị em, Chúa có xứng đáng để nhận không?
you show more emotion to people on this earth than you show to Christ. Anh xem nhiều người trong chúng ta bày tỏ cái cảm xúc của chúng ta mạnh mẽ đối với nhiều người khác hơn là chúng ta có thể bày tỏ với Chúa của chúng ta. You make more sacrifices for people on this earth than you would make a sacrifice for the Lord. Anh chị em bằng lòng làm những cái hy sinh để anh chị em làm cho con người khác so với lại chúng ta làm cho Chúa của chúng ta. And that's never been so true to me until the last 6 months of my life. Anh chị em, điều này nó không thể hiện một cách thật và rõ trong cuộc đời của tôi cho đến chừng 6 tháng qua. Then when the Lord revealed to me that you would make a sacrifice for every single person that you have in your life, but when I ask you to make a sacrifice, you question. Khi Chúa ngài bày tỏ với tôi rằng con sẵn sàng hy sinh và làm mũ nồi cách cho những người ở trong cuộc đời của con, nhưng mà khi ta kêu gọi con có một cái sự hy sinh cho ta, thì con lại thắc mắc và đánh dấu hỏi về việc này. This story alone. Câu chuyện này mà thôi. It teaches us about sacrifice. Dạy cho chúng ta về một cái của lễ của sự hy sinh. Guess what one of the sacrifices is though? Anh chị em thử đoán biết cái sự hy sinh, một trong những điều hy sinh là gì không? Choosing which water you're going to take in your life. Đó là chúng ta chọn thứ nước nào mà chúng ta sẽ uống vào cuộc đời của mình. You know, in life, anh chị em trong cuộc sống, we choose things based off of the packaging. Chúng ta chọn lựa những thứ ở trong đời này dựa trên cái gói mà người ta đã gói cái món hàng đó. Like, you know, for instance, thí dụ, if you came to church and I took off every label of these bottles of water, nếu anh chị em đến nhà thờ ngày hôm nay mà tôi xé hết mấy cái nhãn hiệu của những chai nước, and I left them out on the counter, rồi tôi để ở ngoài trước sảnh của nhà thờ, for one second you might question like what kind of water is this? Thì cái điều đầu tiên anh chị em có thể thắc mắc là không biết cái nước này là nước gì đây. Is it even safe to drink? Nó có an toàn để mình uống không? Did someone fill this back up and close the bottle? Có ai đem nước gì đó đổ vào trong những cái chai này rồi đậy nắp lại không? But with the packaging and the label, which is just a piece of paper. Nhưng mà anh chị em, nhưng mà có cái nhãn hiệu, mặc dù nó chỉ là một cái tờ giấy, it doesn't really change what's inside. Thì nó không thay đổi những cái gì ở trong cái chai này. But that's what the enemy really enjoys the most. Nhưng mà đây là điều mà kẻ thù thích thú nhất. He'll bottle up anything for you and slap a label on it and make sure you feel comfortable taking it. Nó đổ vào ở trong cái chai tất cả những cái thứ nào mà nó thích, nó muốn, rồi nó dán cho chúng ta cái nhãn cho chúng ta yêu thích thứ đó. You know, one of my favorite purchases that I've made as an adult. Anh chị em là một cái người trưởng thành, người lớn, thì anh chị em có biết là một trong những món mà tôi thích mua nhất là gì không? And you can ask Tim and Dylan because I talk about this to them all the time. And quý vị có thể hỏi Timothy cũng như là Dylan, bởi vì tôi nói với các em điều này thường lắm. My favorite thing that I've bought. Cái điều mà tôi thích thú nhất khi tôi mua. My favorite thing that I've bought. Cái món mà tôi thích nhất. It's a water filtration system underneath my sink. Đó là cái hệ thống lọc nước mà tôi đã lắp ráp ở dưới cái bàn rửa chén của tôi. I don't know why. Tôi không biết tại sao. Why I never did it sooner. Tại sao mình lại không lắp ráp cái hệ thống lọc nước này sớm hơn? Here's a problem. Đây là vấn đề. Everyone who drinks water, những ai uống nước, there are certain people, thì có những người who say water all tastes the same. Thì họ nói rằng nước nào uống nó cũng giống nhau. And then there are certain people, có một số người khác, who know the difference between good water and bad water. Thì biết một cách rất là rõ phân biệt giữa nước tốt và nước không tốt. Who thinks water all tastes the same? Anyone in this room? Có ai tại đây, quý vị kết luận rằng nước nào cũng giống nhau? Edison says water all tastes the same. Có người đưa tay lên và nói rằng Edison là người nói rằng nước nào uống cũng giống. Everyone's looking at Edison like, no. Mọi người đều nhìn Edison và nói rằng không, không như vậy đâu. But
I know the man standing next to me knows that all water doesn't taste the same. Nhưng mà tôi biết cái người đàn ông đang đứng kế bên cạnh tôi biết một cách rất là rõ là nước không phải nước nào cũng giống nhau. Because he'll say things like, certain water tastes a lot better with my hot tea. Thì ông đã nói rằng có một số những cái loại nước mà nấu lên chăm trà thì nó ngon lắm. What does that even mean? You boil it anyways. Điều này có nghĩa gì? Mình cũng là đun sôi cái nước đó lên mà. How does it taste different? Nhưng mà sao cái nước đó là một sư nói là chăm trà nó ngon hơn những thứ khác. See, I didn't ever understand that. Tôi thì không có hiểu cái chuyện này bao giờ. But in a different way, I understand it. Nhưng mà trong một cái góc cạnh khác thì tôi hiểu được vấn đề. So for me, đối với tôi, I used to drink water out of the fridge. Tôi thường là uống nước từ nơi cái nước ở trong tủ lạnh của tôi đó. And it's filtered. Nước đó cũng có lọc đó. And it's fine. Mà đối với tôi thì nó cũng ổn. So I thought. Đó là điều mà tôi nghĩ. I used to drink bottled water. Tôi đã từng nghĩ và tôi cũng đã từng uống nước chai, nước đóng chai. Honestly, thú thật mà nói, the cheapest pack I used to buy. Tôi đi tìm cái nước đóng chai mà rẻ tiền nhất và tôi mua cái nước đó. Didn't bother me. Đối với tôi nó không làm cái gì là khó khăn cho tôi cả. But then I bought this water filtration system. Nhưng mà rồi cái ngày mà tôi mua cái hệ thống lọc nước này. And it's not even like the fancy one that you know people have on their countertops. Nó không phải là một cái loại máy đặc biệt mà người ta ngày hôm nay lắp ráp ở trên bếp của mình. I don't even like that water. Tôi không có thích cái nước mà đã lọc ra từ những cái máy đó. It tastes weird to me. Đối với tôi thì cái vị của nó hơi lạ. But for some reason, nhưng mà vì một cái lý do nào đó, the water filtration system that I bought, nhưng mà cái hệ thống lọc nước mà tôi đã mua, I just like it. Tôi thích nó lắm. And this is how I knew I was drinking bad water compared to good filtered water. Và bây giờ thì tôi hiểu ra được giữa cái nước mà không có tốt với lại cái nước mà đã được lọc sạch. So I would fill up my water jug with water and I would drink it when I'm in the car and I would leave that, you know, that water bottle in the car overnight, maybe a day or two. Tôi có thể lọc nước và để ở trong cái bình uống nước của mình uống một phần rồi để cái phần dư còn lại ở trong xe một hai ngày. You know, I'm talking about like the metal ones, you know, the really, yeah, the stainless steel ones. Like those were the ones that I would put water in. I'd just leave it in my car. Những cái bình mà cái ly uống nước bình inox đó. Và tôi sau khi uống vào một phần còn lại tôi để trong xe. You know, and I would drink it and it'd just be fine. Và tôi uống và tôi nghĩ rằng mọi việc đều ổn. And then I got the water filtration system. Rồi khi tôi có cái hệ thống lọc nước. And I would drink that water and I'd leave it in my car and I'd drink it the next day. Tôi uống cái nước đó rồi tôi để lại ở trong xe và tôi uống ngày hôm sau. And I remember the day that I did it for the first time and I drank the water 2 days later and I said, wait a second. Tôi uống cái nước mà tôi đã để ở trong xe sau 2 ngày đó thì khi tôi nếm được thì tôi nói rằng, oh, cái gì đây? This still tastes pretty good. Cái vị của nó cũng vẫn còn tốt lắm. That's weird. Cái này là hơi lạ nha. I thought all water tastes the same. Tôi nghĩ rằng nước nào cũng giống nhau. Wait a second. So I tried it again. Rồi tôi thử nếm nước một lần nữa. So I went to my fridge and I filled up a bottle of water. Tôi đi vào trong cái tủ lạnh của tôi và tôi lấy nước ra từ tủ lạnh tôi đó và tôi đổ đầy cái ly này. I left it on my counter. Rồi tôi để ở trên cái bàn của tôi. For 1 day. Sau một ngày. I filled up my other water bottle, left it on the counter, but with the filtered water, left it for 1 day. Tôi lấy một cái ly khác và tôi đã đổ đầy cái ly đó với cái nước lọc mà từ cái máy lọc đó và tôi để trên bàn sau một ngày. I made sure to drink each one of them. Và tôi nếm mỗi ly. And I came back the next day. Rồi ngày hôm sau tôi trở lại. One tasted just like it did when I put it in the cup, and the other one did not taste the same like I did when I put it in the cup. Thì một cái ly thì nó cái vị của nó cũng giống như là ngày hôm trước khi tôi làm đầy cái ly đó. Nhưng mà cái ly kia thì cái vị của nó khác hoàn toàn.
I said, man, this is weird. Tôi nói, ô, cái này lạ nha. Why does it taste like this? Tại sao nó lại cái vị của nó như thế này? I'll never drink this again. Tôi sẽ không uống cái loại nước như thế này nữa. I'm only going to drink the water from the filter now. Bây giờ kể từ đây thì tôi chỉ uống nước từ nơi cái nước lọc sạch mà thôi. And then I started to realize. Rồi tôi nhận biết một điều. Maybe dad did know something. Chắc bà của mình ông có sự hiểu biết về nước đó. Maybe his tea does taste different when different water. Bây giờ chắc là nước nào đó mà ông chăm nước trà thì nó ngon và cái vị nó khác hơn những cái thứ nước khác. He's been drinking hot tea since he was young. Và bà của tôi đã uống trà từ lúc còn trẻ. I don't even drink hot tea. Tôi không uống nước trà nóng. But he'll tell you what's good tea and what's not good tea. Nhưng mà bà của tôi có thể cho quý vị biết rằng trà nào là ngon và trà nào là không ngon. I don't even know if I know the numbers 313 or something like that. Tôi không biết là cái loại trà số nào là con số 313 hay là số gì đó. I don't know. Bác Cường knows the numbers. I don't know that number. Tôi không biết nhưng mà bác Cường cũng biết cái trà số đó. But where am I getting with this? Tôi muốn nói gì về cái ý này? You'll never know what that living water is like in your life unless you've experienced it. Bạn sẽ không bao giờ biết nước sống thật từ nơi Chúa cho đến chừng bạn uống và bạn kinh nghiệm. And you tried going back to a different type of water and it wasn't the same. Rồi khi bạn quay trở lại, bạn uống những thứ nước khác thì nó sẽ không bao giờ giống như vậy. Until you truly experience the Lord's presence in your life, cho đến chừng chúng ta thật sự kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, there's nothing worth going to anymore. Thì không có cái gì xứng đáng để chúng ta đi tìm kiếm nữa. And when you catch yourself trying to go to other things, và khi chúng ta bắt gặp chính mình trở lại với những thứ khác ở trong đời này, you ask yourself, chúng ta sẽ hỏi chính mình, is this living water still in my life? Thì cái nước sống của Chúa có còn có mặt ở trong cuộc đời của tôi không? That's the hard part. Đó là cái điều khó. It's for many of us. Đối với nhiều người trong chúng ta. Maybe all of us in the room. Có thể là tất cả chúng ta trong phòng này. We've all experienced His presence. Chúng ta đều kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. We all have His living water. Chúng ta đều có nước sống này. But some of us let it dry up, and some of us have not. Có một số chúng ta đã để cho nó được khô đi, có một số thì không. You know, this woman, anh chị em, người phụ nữ này, experienced the Lord's living water one time in her life. Bà kinh nghiệm nước sống của Chúa một lần trong đời của mình. Just one time. Chỉ một lần thôi. She had one encounter with the Lord. Bà có một lần gặp gỡ Chúa. And then when we look down in the scriptures, rồi khi chúng ta xem phần còn lại của chương Kinh Thánh này, many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I ever did." Nhiều người Samaria ở thành đó tin Ngài vì người phụ nữ đã làm chứng rằng Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm. When they came out to see him, they begged him to stay in their village, so he stayed for 2 days. Vì vậy khi đến với Ngài, những người Samaria xin Ngài ở lại với họ. Và Ngài đã ở lại đó 2 ngày. Long enough for many more to hear his message and believe. Lâu đủ để nhiều người tin Ngài càng đông hơn nữa. Then they said to the woman. Rồi họ nói với người phụ nữ này. Now we believe. Bây giờ chúng tôi tin. Not just because of what you told us, but because we have heard him ourselves. Không phải chỉ vì chị nói mà chúng tôi tin đâu, nhưng chính chúng tôi đã nghe Ngài. Now we know that he is indeed the savior of the world. Bà biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Do you see how important it is for us to know that we have the Lord's living water in our life, but to also help others experience that living water? Anh chị em có thấy tầm quan trọng của việc chúng ta phải kinh nghiệm và có nước sống này trong cuộc đời của chúng ta và giúp đỡ để những người khác có thể kinh nghiệm nước sống này không? If you know what good water tastes like. Khi chúng ta biết nước ngon mà chúng ta đã từng nếm uống ở trong cuộc đời của mình. Why would you let anyone else have anything else but good water? Thì làm sao chúng ta lại để cho người khác tuyên bố và cho rằng những cái thứ nước khác là tốt và ngon? If you know what God's presence is like. Khi chúng ta kinh nghiệm
cái sự hiện diện của Chúa là phước hạnh như thế nào? Why would you let anyone else be in any other presence than the Lord's? Làm sao chúng ta lại để cho những người khác ở trong sự hiện diện của những thứ khác mà nó không thể giúp đỡ cho đời sống? You know how good His presence is. Chúng ta biết cái sự hiện diện của Chúa là tốt đẹp chừng nào. So why would you allow others? Tại sao chúng ta lại cho những người khác to not experience His presence? Không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. The Samaritan woman. Người đàn bà Samari này. She could have just received from the Lord herself. Bà có thể nhận từ nơi Chúa cho chính mình. That could have been the end of the story. Thì câu chuyện có thể chấm dứt ở tại đây. But it wasn't. Nhưng mà không. She went to tell other people. Bà đã chạy vào trong làng và nói với những người khác. And then the village was changed. Rồi chúng ta thấy cả cái làng của bà đã được thay đổi. You see what happens also in the New Testament when Jesus brings healing to somebody? Anh chị em có nhớ trong Tân Ước khi Đức Chúa Giêsu ngài đem sự chữa lành đến cho ai đó? He tells them. Thì ngài bảo họ to go back to their villages. Hãy trở lại nơi mình sinh sống. To their families. Trở về gia đình của mình. To tell them what's changed in their life. Hãy kể lại điều đã thay đổi cuộc đời của họ. In some of the stories in the New Testament, he doesn't even tell them to go back. Và có một số những cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta thấy Chúa không bảo họ trở về. But people around them can witness and see that their life is different. Nhưng mà những con người xung quanh, những người đã kinh nghiệm phép lạ này thấy được cái sự khác biệt trong cuộc đời của họ. If you have the Lord's living water in your life, khi chúng ta có sự nước sống của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta, can people tell that you're different? Thì người khác có thấy sự khác biệt trong cuộc đời của chúng ta không? Can people see that you have a living stream in your life? Người ta có thấy anh chị em có dòng nước sống, dòng nước đang chảy ở trong anh chị em không? Can people see that you would thirst no more for other things in this world? Người ta có thấy anh chị em không còn khát khao bất cứ một thứ gì khác ở trong cuộc đời này không? Can they tell? Họ có thấy được điều đó rõ ràng không? Or do you bottle up His living water and only sip from it every Sunday? Hay là anh chị em chỉ đóng chai nước sống của Chúa rồi chờ đến ngày Chủ nhật chúng ta hớp một ngụm? Or is it flowing in your life all day long? Hay là tuôn chảy trong cuộc đời của anh chị em suốt ngày? That others could come and experience the Lord's presence in your life too. Để rồi những người khác cũng có thể đến gặp gỡ tiếp xúc anh chị em thì cũng kinh nghiệm được nước sống này cho họ. I don't know where you are in your relationship with God today. Tôi không biết anh chị em đang ở đâu trong mối liên hệ của anh chị em với Chúa. I don't know if you're spiritually dry. I don't know if you're spiritually on fire. Tôi không biết anh chị em đang khô hạn tâm linh hay là anh chị em đang có một cái sự sống phước hạnh. But I'll tell you this. Nhưng mà cho tôi nói điều này. There's nothing like being in His presence. Không có gì so bằng được ở trong sự hiện diện của Chúa. If you're in His presence, khi anh chị em được ở trong sự hiện diện của Chúa, you're allowing Him to stir up that living water in your life. Và anh chị em để Chúa ngài khuấy động nước sống này trong anh chị em. For some of you, đối với một số anh chị em, you've experienced His living water. Anh em kinh nghiệm được nước sống này. But something has stopped it. Nhưng mà có điều gì đó đã làm ngăn chặn. And today you realize it. Và hôm nay anh chị em nhận biết that there's not a flow of His presence in your life anymore. Đó là không còn có một cái sự tuôn chảy của sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời anh chị em nữa. The flow of His presence in your life is sự tuôn chảy của sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Is that living water? Đó là nước sống của Chúa đó. Flowing every day. Chảy mỗi ngày, mỗi lúc. The difference between someone praying for you and you feeling His presence, có một sự khác biệt giữa có ai đó cầu nguyện cho anh chị em và anh chị em kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. You're experiencing the flow of His presence through somebody else's life onto your life. Vì đó là anh chị em kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trên cuộc đời của một người khác bây giờ chạm đến anh chị em. But Jesus is telling us in Scripture He wants us to experience the flow of His living water, His presence every day in our life where we would thirst no more. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài muốn cho mỗi một chúng ta kinh nghiệm dòng sông nước sống này chảy trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. We need that flow in our life. Chúng ta cần cái sự tuôn chảy đó trong cuộc đời của chúng ta. The flow of His presence in our life. Và chúng ta cần sự tuôn chảy của sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. For some of you, you just need a refreshing of His presence. Một số anh chị em cần kinh nghiệm được ở lại trong sự hiện diện của Chúa. If that's you,
kinh nghiệm một cách tươi mới nếu đó là anh if chị em. If you need a refreshing of His presence. Anh chị em cần có một cái kinh nghiệm tươi mới của sự hiện diện come của to the altar right now. Thì anh chị em có thể tiến lên. Let Him fill you up right now. Để Chúa ngài đông đầy anh chị em một Let lần. Let Him fill you up right now. Để Chúa ngài đông đầy đời sống anh chị em. A refreshing of His presence is going to come right và now. Và sự hiện diện tươi mới của Chúa sẽ đến anh chị em một lần nữa. And when you meet Him at the altar. Khi anh chị em gặp gỡ Chúa you tell tại the Lord, bàn thờ tại đây, anh chị em hãy nói với Chúa. Lord, I'm dry. Chúa ơi, con đang khô hạn. But I need Your refreshing presence in my life. Và con cần sự hiện diện tươi mới của Ngài trong cuộc đời của con. And allow Him to just work in your life. Và để Chúa ngài tự do hành động trên allow cuộc đời him anh chị em. Allow Him to flow through your life again. Để Chúa ngài tự do tuôn chảy trên anh chị em. So that you để anh chị em can bring this living water. Có thể đem nước sống này. Everywhere that you go. Thì bất cứ nơi nào anh chị em đi. Everywhere that you go. Bất cứ nơi nào anh chị em đến. To work. Tại sở làm, to your house, ở tại nhà của mình, to your school, ở tại trường học của mình, to your business, ở tại công việc làm ăn của mình. If the flow isn't there, nếu cái sự tuôn chảy không còn nữa, don't leave this place until you get it. Đừng rời nhà thờ ngày hôm nay cho đến chừng anh chị em lại kinh nghiệm sự tuôn chảy của nước sống của Chúa. And I just want to remind you, và tôi muốn nhắc nhở anh chị em. That this offer of His living water in your life. Đó là cái lời hứa của sự ban cho của dòng sông nước sống này trong cuộc đời của anh chị em. Is given to all of us. Dành cho tất cả chúng ta. All of us have that option. Tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn này. All of us. Tất cả chúng ta. He's looking for those who will worship Him in spirit and in truth. Ngài đang đi tìm. Cha đang đi tìm những người thờ phượng Ngài trong tâm linh. Và lẽ thật. If God is spirit, bởi vì Chúa là thánh linh, and you, là linh. And you don't have His spirit flowing through you, và nếu anh chị em không có thánh linh của Chúa đổ trên anh chị em, you'll have a disconnect. Thì anh chị em đang có một cái cách nối. When you have His spirit flowing through your life, và khi chúng ta có sự tuôn chảy của thánh linh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, you worship Him in spirit and in truth, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể thật sự thờ phượng Chúa ở trong tâm linh và lẽ thật. You allow His presence to flow everywhere. Để rồi chúng ta có thể để cho sự hiện diện của Chúa tuôn chảy khắp nơi chúng ta đi. For those who want to receive that refreshing presence. Để cho những ai khao khát muốn kinh nghiệm sự tuôn đổ một cách tươi mới của sự hiện diện của Chúa. The altar is open. Thì bàn thờ phía trước tại đây được mở ra cho chúng ta. We're going to pray for you today. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. But I'm going to close and dismiss for those that need to leave. Và tôi sẽ kết thúc buổi nhóm để những ai cần phải ra về. So Heavenly Father. We thank you so much for the message today. Cảm ơn Chúa cho sứ điệp của ngày hôm nay. We ask that you continue to be with us. Chúa tiếp tục ở với chúng con. Flow through our lives, Lord. Tuôn đổ xuyên qua cuộc đời của chúng con. Have your way. Xin tự do hành động. Help us every day. Là Chúa xin giúp đỡ để chúng con mỗi ngày. To allow your spirit to flow through our lives. Để thánh linh của Chúa tự do tuôn chảy xuyên qua cuộc đời của chúng con. We'll never thirst for anything else. Để rồi chúng con sẽ không còn khao khát bất cứ một điều gì khác. Because your presence is all we need. Bởi vì sự hiện diện của Chúa là tất cả điều con cần. Lord, we thank you. Ở Chúa chúng con cảm ơn Ngài. We honor you. Chúng con tôn trọng Chúa. So have your way right now. Xin tự do hành động trong giờ này. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you. Chúng con cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, I hope you were blessed. Hội thánh, tôi hy vọng anh chị em được phước. I will see you next week. Tôi sẽ gặp anh chị em trong tuần tới. But for those that want prayer, cho những ai cần được cầu nguyện. Those that want to receive the refreshing presence, come to the front. Những ai muốn kinh nghiệm sự hiện diện tươi mới của Chúa, xin hãy tiến lên. Come to the front. Hãy đến. Tôi xin nhắc nhở Hội Thánh về các buổi nhóm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Xin Chúa ngài giúp đỡ anh chị em sắp xếp thời giờ của mình, vì mục sư Noam McLeod sẽ đem lời của Chúa và giúp đỡ cho chúng ta. Nó dành thời giờ và chuẩn bị cho phước hạnh mà Chúa ngài dành ban cho chúng ta ở trong tuần lễ mới này.